Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thay một cái phốt bơm của cái cụm bơm bình xịt đó các bạn. Đây mình mới vừa nhận của khách hàng cái tình trạng cái bơm này là nó ra nước rất là yếu. Thì mình định cái bệnh của nó là mình bắt bệnh của nó là bị phốt bị mòn. Phốt bị mòn. Giờ mình tiến hành tháo ra mình thay phốt nha các bạn. Đồ mình chuẩn bị gồm có nè, vít tiếp 10, vít ba ke kèm mỏ nhọn, rồi mỡ bò, rồi 4 cái phốt mới các bạn. Phốt này gọi là phốt 18 các bạn. Rồi mình tháo ra. Rồi mình tháo ra mình để ý chiều nè nha các bạn. Chiều bên đây là có cái chỉnh áp lực nè, mình để bên trái của mình nha các bạn. Rồi mình tiếp tục tháo. Để cho mình khỏi sợ lộn á, thì mỗi khi mình tháo bên này ra hoặc tháo hết thì mình nhớ bên này bên trái, còn mình không tháo hết như vậy mình làm từng tự từng bên thì mình khỏi phải nhớ. Rồi mình làm từng tự từng bên cho các bạn coi nha. Giờ tháo này ra thì nó gồm có một miếng lá này chặn phốt, một cái côn chặn phốt, một cái con này là một con nó có tác dụng là nó chảy mỡ bò cho đều đó các bạn. Rồi bắt đầu mình cạy kế tiếp là tới cái phốt rồi nè các bạn. Đây một cái phốt, tiếp tục cái phốt thứ hai nó nằm trong vô sâu. Đây là hai cái phốt các bạn. Rồi ở tuốt ở dưới đáy này nó lại thêm một cái nữa. Một cái này là đây. Nó là cái này, cái phốt nó nằm úp ngược xuống nha các bạn. Cái này mình không cần phải thay, cái này là cái của nó, gin của nó, mình không cần phải thay, nó nằm trong đó đó, nó không phải là cái phốt đâu. Nó là cái miếng đệm thôi. Không phải cái phốt, mình không có thay cái miếng đó. Mình chỉ thay hai cái phốt này thôi, các bạn quan sát nè. Nó mòn tới nỗi nó đứt hết trơn cái mé nè. Cái của mình cái mới nè, các bạn thấy cái mé nó dày không? Còn cái này dài dài đây nó mòn, nó mỏng lét hết rồi, nó sắp sửa nó đứt ra luôn á các bạn. Như vậy là cái mình cho là cái phốt này nó đã hư rồi, nó không còn giữ nước mạnh được nữa. Khi nước mạnh thì nó dội. Bây giờ mình tiến hành mình thay hai cái phốt này vô nha các bạn. Rồi trước tiên là mình lấy mỡ bò mình tha nó cái đi cho nó tăng độ bền. Không có mỡ bò thì nó ma sát, nó mau hư lắm các bạn. Rồi
mình cầm mình lật lên vậy nha các bạn, mình để một cái phốt vô úp bề chiều này xuống nha các bạn. Rồi mình lấy tay mình nhận vô cho nó sát dưới đáy, sát tới dưới đáy luôn. Miếng thứ hai mình cũng tha mỡ bò để mình tăng độ bền đó. Rồi mà úp vô nha các bạn, úp úp chiều này vô nha các bạn. Rồi để sát vô, để sát. Giờ mình kiểm tra coi nó có bằng phẳng không, nó có gồ lên không. Rồi vậy là xong, mình để vậy là được rồi các bạn. Bước kế tiếp là mình để cái miếng có lỗ để nó chan mỡ bò này các bạn, cho nó chảy mỡ bò ra đều. Mình úp cái lằn rãnh khía này vô vô cái phốt đây. Khi mình úp vô trong nó sẽ nằm vậy nè các bạn đó, cái lằn rãnh này nó vô cái gò này đây, úp vô vậy nó mới đúng nè các bạn. À, nhìn kỹ chưa, bề này nó không có nha các bạn, bề này nó bằng, bề này nó không có đường rãnh. Khi mình gáp mình phải chụp cái đường rãnh lên miếng phốt, tại vì miếng phốt nó đang nằm nó đưa đường rãnh, đưa đường nhô lên là gò nhô lên, là mình lấy miếng này mình chụp vô thì nó hai cái này nó vô khớp với nhau nè các bạn. Đây đây mình để miếng này miếng chan mỡ bò nè nha, miếng gòn này miếng côn này là nó để nó chảy mỡ bò ra cho đều khắp khu vực, khắp khu vực giáp vòng tròn. Rồi kế tiếp mình lấy cái miếng này, miếng này là miếng chặn phốt nè, để lên nha các bạn, để lên bề có cây gòn màu đen để vô trong cái bề, cái chiều mà có cái gồ lên, cái gờ nè, cái gờ nó gồ lên là nó để giữ cho cái này, nó giữ chặt nó không cho lệch. Xong vậy đó các bạn. Rồi ba cái phốt này mình không có đá động gì tới nó hết. Rồi bắt đầu mình gáp vô nha các bạn. Gáp vô các bạn nhớ cái chiều mỡ bò này lúc nào dây vô mình cái chiều cái nắp mỡ bò này dây vô mình. Nắp này nó để mình tra mỡ bò vô đó các bạn. Tra mỡ vô. Rồi xong mình để vậy, mình lấy cái này mình úp vô. Cái hệ thống này hệ thống dẫn nước nó không có hư đâu các bạn ơi. Bây giờ mình lấy bù lon mình dặn vô nha. Rồi siết lại luôn. Lực siết cũng vừa phải thôi các bạn. Hai cái này gòn nó rất là kín, lực siết mình vừa phải thôi, nó không khi nào nó xì hết, trừ khi mặt bằng nó bị cong lên là nó mới xì, còn mặt bằng nó còn bằng thẳng là nó không khi nào xì hết. Cho nên cái lực siết của mình vừa phải thôi, bằng hai ngón tay thôi, lực siết của mình vừa phải thôi. Nếu mà mình siết mạnh ở đây nó không có cái gì đỡ chống vậy nè, nó sẽ rút vô, rút tới nổi hai cái má hai bên này, hai cái bát này nè, hai bát để xỏ bù lon nó gãy luôn đó các bạn. Thường bị hoài luôn, dặn quá lực là nó sẽ gãy cái bát này. Cho nên mình dặn này rất thận trọng, mình dặn từ từ vô thôi, với lực siết vừa phải thôi. Lực siết vừa phải. Rồi tiếp tục mình dây qua đây mình tháo ra, mình thay phốt bên đây nha các bạn. Hai phốt mới nè, hai phốt bỏ nè. Phốt mới nó còn dày, phốt bỏ nó mỏng lét, nó hư. Nó bị mài mòn, nó mỏng đó các bạn. Giờ mình tháo tiếp bên đây mình thay.
lấy cái này ra mình bỏ ra đây, bỏ qua đây gì cũng được, là mình rút cái này ra, rút thì rút hết, nó gồm mấy bộ phận nè, miếng chân bạc nè, bạc này bạc chân phốt nè, nhớ nữa bề này trong bề này ngoài nha các bạn. Tới cái miếng này là nó để chảy cho mỡ bò, nó làm cho mỡ bò nó chạy đều giáp vòng tròn á, giống như cây bạc nhớt trong máy vậy các bạn, nó chảy mỡ bò. Kế tiếp nữa là tới gòn rồi nè các bạn, tới gòn mình lấy mũi vít cậy ra, một miếng gòn, hai miếng gòn, hai miếng phốt, quên, hai miếng phốt hư bỏ thay hai miếng phốt khác mới. Khi mà mình đã thay một bên rồi, bên này dầu cho nó hư đi không hư đi chăng nữa, dầu mình kiểm tra mình thấy không hư vẫn phải bỏ nghe các bạn, chứ để cái bên này mình mới thay còn bên kia mình giữ lại cái cũ thì người ta xài sẽ kém độ bền dữ lắm, xài nhiều khi 5-10 bữa là bắt đầu nó hư nữa rồi. Cho nên khi thay là phải thay hết 4 cái. Rồi còn miếng đệm trong này mình không cạy ra, nãy mình cạy ra rồi cho các bạn xem thử rồi đó ha. Bây giờ mình không cạy ra, cạy chi. Giờ bắt đầu mình vô mở rồi mình lắp vô nha các bạn. Rồi, úp vô vậy nha các bạn. Đừng để lật lên vậy à, sai, úp vô vậy. Rồi dùng ngón tay mình nhét xuống sát dưới đáy luôn cho nó nằm đúng êm ngay vị trí hồi mình cạy ra nãy đó. Rồi tiếp tục cái này mình chét mỡ bò nữa, ăn gia tăng độ bền. Rồi. Úp vô nha các bạn, úp không được lật nữa nha. Lật nữa là bơm nước nó không lên, nó trào ra ngoài không. Rồi kế tiếp lấy miếng này là miếng chảy mỡ bò nè, nó có đường rãnh nè, bên có đường rãnh bên không nè các bạn, quan sát kỹ nha để mình chỉ cái này kỹ mới được. Đây bên này bằng, bên này nó có sẽ có đường rãnh nè, rãnh đó các bạn, đó, nó lấy nét lại thấy rõ đường rãnh ha. Đường rãnh mình sẽ úp vô cái phốt nha các bạn, đường rãnh mình sẽ lật lại mình úp vô cái phốt, úp vô cái phốt đây, úp vô cái phốt bề bằng để ngoài. Kế tiếp lắp cái dòng này là để nó chặn tất cả các cái ở trong, không cho nhào ra nha, không cho ăn nha. Rồi cuối cùng miếng này nó sẽ ép toàn bộ mấy miếng này vô, đặng nó cố định bằng hai bù lon hai bên này, không cho ở trong nó trào ra. Rồi ok, giờ mình lắp vô nha các bạn. Mình phải dây lại vậy để mình nhớ quay cái này vô nha, nhớ quay này vô về hướng cái tùm đó. À, này. Quay này về hướng này mới đúng. Rồi kéo này qua, ghim lon vô. Siết từ từ, siết hai bên cho đều các bạn, siết từ từ hai bên cho đều. Này mình vừa tới là mình phải buông ra mình siết bên này, mình không được siết chặt một bên nó sẽ nó chinh nó chích một bên nó gãy. Hai này nhìn vậy cho nó yếu lắm á các bạn, dễ bị gãy lắm á.
được xiết vừa phải thôi các bạn ơi. Rồi xong xong phần thay phốt rồi mình lắp vô tiếp, lắp này vô này, quay vô nó vô hai cái lỗ này các bạn. Đây chút xíu mình quên, mình để đây, lúc nào cái này bên trái mình để thuận ra chiều mặt mình nè, này bên trái mình lắp ngược một hồi nữa tháo ra tháo vô, mất công, mất công lắm, nó không có ha, cũng không hư gì mà mình tháo ra tháo vô, tới chừng mình lắp vô thẳng vô cái bình nó sẽ ngược, không đúng cái chỗ ra, không có chỗ cái mấy cái giòi ở trong bình đó, nó sai là hết, mình mất công tháo ra dữ lắm, lâu lâu lắm. Rồi lấy này lấy 10 mình siết lại nhẹ cái các bạn, được siết vừa phải thôi, thao nó cũng dễ bể lắm các bạn ơi, thao nhìn vậy cho nó giòn hơn sắt chứ lắm á, mình nhận lực siết mình như sắt là hư đó. Rồi vậy là mình gáp lại hoàn chỉnh rồi, bây giờ chỉ cần mình lắp vô đây, mình lắp tiếp tục vô mấy cái phần này các bạn. À, nhưng mà video nó dài lắm, thôi tới đây mình tạm dừng lại nha. Rồi cái này mình lắp vô dễ dàng thôi, không có gì. Rồi video ta mình tới đây là kết thúc nha các bạn. Nếu mà thấy hay hữu ích thì các bạn like cho mình nha, đăng ký giúp mình. Nếu mà các bạn theo dõi kênh mình thường xuyên thì các bạn sẽ thành thợ thực thụ luôn đó các bạn ơi. Mình chỉ rất là tỉ mỉ chi tiết đó. Những cây ban mà thường gặp thì mình chỉ, mình chia sẻ cho các bạn tận tình luôn, không có giấu gì hết. Ok.